Nga tập kích tên lửa vào quảng trường trung tâm thành phố Chernihiv. Hỏa thần Hima của Ukraine phá hủy khí tài quan trọng của Nga. Nga dùng phương tiện tác chiến điện tử ngăn chặn cuộc tấn công khủng bố vào thủ đô Moscow. Áp điều RQ-4B Global Hawk của Mỹ tiếp cận bờ biển Crimea khi Ukraine tấn công tàu chiến Nga. Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi rất hân hạnh được gửi tới quý vị những tin tức mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được. Mời quý vị cùng theo dõi. Nga trong những tháng qua được cho là thường xuyên phóng tên lửa vào các thành phố nằm xa chiến tuyến ở miền đông và miền nam Ukraine, trong đó những mục tiêu quen thuộc là Lviv, Chernihiv và thủ đô Kiev. Ukraine mới đây cáo buộc Nga tập kích tên lửa vào quảng trường trung tâm thành phố Chernihiv ở miền Bắc, nơi có trường đại học và nhà hát thành phố. Bộ Nội vụ Ukraine ra tuyên bố cho biết, ngày 19 tháng 8 ghi nhận ít nhất 7 người thiệt mạng và 90 người bị thương, trong đó có 11 trẻ em và 10 cảnh sát, do tên lửa Nga đánh trúng quảng trường trung tâm thành phố Chernihiv, cách thủ đô Kiev khoảng 145 km về phía đông bắc. Họ cho biết, vụ tập kích gây thương vong lớn do xảy ra vào thời điểm người dân đi nhà thờ. Giữa chuyến thăm Thụy Điển, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trên Telegram, tên lửa Nga rơi trúng trung tâm thành phố, khu vực có quảng trường, đại học Bách Khoa và nhà hát. Nước Nga đã biến một ngày thứ Bảy bình thường thành ngày của đau thương và mất mát. Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, vụ tập kích xảy ra vào khoảng 13 giờ, mục tiêu được cho là nhà hát thành phố Chernihiv. Các trường hợp bị thương đã được chuyển đến nơi điều trị. Nga chưa bình luận về sự việc, tuy nhiên họ luôn nhấn mạnh chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự. Hình ảnh hiện trường cho thấy, nhiều mảnh vỡ từ vụ nổ rải rác khắp quảng trường trung tâm tập trung phía trước nhà hát. Nhiều ô tô hư hại nghiêm trọng. Cơ quan ứng phó khẩn cấp Ukraine cho biết, nhà hát bị sụp phần mái và bốc cháy bên trong, cửa sổ bị cháy xém, một xe cứu hộ của thành phố bị hư hại, đám cháy đã được khống chế. 56 nhân sự và 12 đơn vị kỹ thuật thuộc cơ quan ứng phó khẩn cấp Ukraine được triển khai đến hiện trường. 12 đội xe cứu thương và chuyên gia tâm lý cũng đã đến tham gia cứu hộ. Truyền thông địa phương cho biết, một triển lãm các nhà sản xuất thiết bị bay không người lái UAV đang diễn ra tại nhà hát thành phố Chernihiv trước khi tòa nhà bị tập kích. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Klimenko kêu gọi mở cuộc điều tra về sự kiện UAV diễn ra trong nhà hát khi cuộc tấn công diễn ra. Pravda dẫn lời người đồng tổ chức sự kiện, bà Maria Berlitska cho biết, hoạt động này đã được chính quyền quân quản địa phương phê duyệt và địa điểm do phía chính quyền cung cấp. Địa điểm sự kiện cũng chỉ được tiết lộ vài tiếng trước thời điểm bắt đầu vì lý do an ninh. Bà Berlitska mô tả, đây là cuộc họp kín của các kỹ sư, quân nhân và tình nguyện viên về công nghệ quân sự cho tiền tuyến. Trong khi đó, RIA Novosti dẫn nguồn tin giấu tên xác nhận quân đội Nga tấn công sự kiện tề tự các chuyên gia quân sự về UAV tác chiến của lực lượng vũ trang Ukraine được ngụy trang thành lễ hội Duty Pataski Angry Bird ở Chernihiv. Báo Nga đưa tin sự kiện này được ngụy trang thành lễ hội UAV và ban tổ chức đề nghị người tham gia không mặc quân phục, đồng thời người có mặt bị cấm mang vũ khí đến sự kiện. Ban tổ chức cũng nhấn mạnh số người tham dự có hạn và sự kiện có chứa thông tin nhạy cảm đối với năng lực phòng thủ của Ukraine. Trước khi xung đột bùng nổ, Chernihiv là thành phố có 300.000 dân, nơi đây bị lực lượng Nga bao vây vào tháng 3 năm 2022. Sau khi cuộc bao vây kết thúc, thị trưởng thành phố mô tả Chernihiv đã bị phá hủy khoảng 70%. Truyền thông Ukraine mới đây đã đăng tải một đoạn video được cho là ghi lại cảnh hỏa lực nước này phá hủy radar phản pháo Yupak-1, một trong những khí tài quan trọng và số lượng không nhiều trong kho vũ khí của Nga. Ngày 18 tháng 8, chuyên trang quân sự Ukraine Militani đưa tin cho biết lực lượng pháo binh Ukraine đã phá hủy radar phản pháo Yupak-1 của Nga bằng đòn tấn công chính xác tại khu vực Berdyansk, Zaporizhia. Một UAV trinh sát đã phát hiện ra Yupak-1 làm nhiệm vụ trên tiền tuyến và theo dõi lộ trình của radar này. Theo phía Ukraine, Nga liên tục thay đổi vị trí của radar này để khiến phía Kiev khó định vị chính xác mục tiêu. Tuy nhiên, sau khi Yupak-1 đỗ lại ở một cánh đồng gần khu rừng và vào vị trí hoạt động, Ukraine đã bắn liên tiếp hai quả đạn chính xác cao vào khí tài Nga. Militani cho biết khí tài đứng sau vụ tấn công là hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMA với hai quả rocket M31A1. Yupak-1 là tổ hợp radar chống pháo binh do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Almaty của Nga phát triển. Khí tài này được thiết kế và chế tạo với nhiệm vụ phát hiện hỏa lực, theo dõi đường đạn, xác định tọa độ các khẩu đội pháo binh đối phương và chỉ thị mục tiêu cho pháo binh tiêu diệt. Được đặt trên khung gầm cơ sở của xe bọc thép bánh xích MTLB, Yupak-1 có khả năng cơ động cao và chỉ mất khoảng 5 phút để triển khai chiến đấu. Với nhiều trang bị điện tử hiện đại, radar phản pháo tối tân của quân đội Nga có thể theo dõi cùng lúc hơn 70 mục tiêu cũng như thay đổi tần số hoạt động để đối phó với thiết bị gây nhiễu điện tử chủ động và thụ động của đối phương.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh nhận định cả Nga và Ukraine đều đang nhắm mục tiêu vào các radar phản pháo của nhau. Phía Anh giải thích, hai bên có tương đối ít radar phản pháo, nhưng chúng là vũ khí quan trọng để các chỉ huy tìm và nhắm mục tiêu vào pháo binh của đối phương. Tuy nhiên, các hệ thống radar phản pháo có thể dễ bị tấn công vì chúng phát ra tín hiệu điện từ mà đối phương có thể theo dõi. Theo Anh, tới tháng 3, Nga dường như mất ít nhất 6 tổ hợp Chubut 1M khiến họ còn tương đối ít khí tài này ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga đang gặp khó khăn trong việc sản xuất bù đắp radar phản pháo nói trên vì chúng yêu cầu các linh kiện điện tử công nghệ cao, mặt hàng Nga đang bị hạn chế tiếp cận vì lệnh trừng phạt. Trong khi đó, trang tin tình báo nguồn mở ORIC cho rằng, dựa vào các hình ảnh trên chiến trường, tính tới tháng 6, Nga có thể đã mất khoảng 10 hệ thống Chopak với các biến thể khác nhau. Điều đó biến khí tài này trở thành hàng hiếm trong quân đội Nga. Ukraine những tuần qua tăng cường sử dụng UAV tập kích các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Sáng ngày 20 tháng 8, thị trưởng Sergei Subianin cho biết, lực lượng phòng không đã bắn hạ ít nhất một UAV hướng tới Moscow. Ông Subianin đồng thời khen ngợi Bộ Quốc phòng vì đã thực hiện hoàn hảo trong việc ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố vào thủ đô Nga. Ông Subianin viết trên Telegram lúc 4 giờ 34 phút sáng giờ địa phương. Lúc buổi đêm, một máy bay không người lái đã nhắm hướng tới Moscow từ phía nam. Nó đã bị lực lượng phòng không chặn lại. Tuy nhiên, bài viết không nói rõ vị trí chính xác nơi thiết bị không người lái bị đánh chặn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chiếc UAV đã được phát hiện trên bầu trời quận Stupino của khu vực thủ đô Moscow vào khoảng 4 giờ sáng. Nó đã bị áp chế bởi các phương tiện tác chiến điện tử và rơi xuống một khu vực vắng vẻ, không gây thiệt hại hay thương tích. Các sân bay quốc tế phía Tây Nam và Nam Moscow là Vnukovo và Domodedovo đã tạm dừng tất cả các chuyến bay đến và đi để đề phòng vào thời điểm xảy ra vụ việc. Cùng lúc đó, cách thủ đô khoảng 450 km về phía Nam, một chiếc máy bay không người lái đã rơi xuống mái nhà ga xe lửa ở trung tâm thành phố Kursk, làm vỡ một số cửa sổ, gây ra một số đám cháy nhỏ và khiến một số người bị thương. Vẫn chưa rõ liệu các sự cố sáng Chủ nhật 20 tháng 8 có phải là một phần của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có phối hợp hay không. Thống đốc tỉnh Kursk Roman Starovoy cho biết 5 người bị thương vong trong vụ tấn công vào rạng sáng nay ở thành phố Kursk. Theo thông tin ban đầu, nó đã đâm vào mái của tòa nhà ga đường sắt, sau đó đám cháy bùng phát. 5 người bị thương nhẹ bởi các mảnh thủy tinh, vị thống đốc biết lúc 3 giờ 54 phút sáng giờ địa phương. Quan chức này nói thêm rằng, tất cả các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường, hứa hẹn sẽ chia sẻ thêm chi tiết về vụ việc. Theo một số video chưa được xác minh, được chia sẻ bởi kênh tin tức Telegram, vụ nổ rõ ràng chỉ gây ra thiệt hại nhỏ cho mái và mặt tiền của tòa nhà. Các nhân chứng cũng cho biết đã nghe thấy âm thanh của động cơ máy bay không người lái ở khu vực trước vụ nổ. Vào khoảng thời gian xảy ra vụ tấn công, hai sân bay quốc tế của Moscow là Vnukovo và Domodedovo đã tạm dừng tất cả các chuyến bay trong một thời gian ngắn, như một biện pháp đề phòng sau khi phòng không thủ đô ngăn chặn thành công một UAV tấn công khác. Tháng trước, một máy bay không người lái đã rơi và phát nổ sớm tại thành phố Kuchatov của vùng Kursk, một trung tâm công nghiệp liên kề với nhà máy điện hạt nhân Kursk. Các khu vực của Nga gần biên giới với Ukraine như Kursk, Bryansk và Belgorod thường xuyên bị nã pháo và tấn công bằng máy bay không người lái. Kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Trong những tuần gần đây, Ukraine cũng đã tăng cường nỗ lực nhằm vào Moscow bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, nhưng theo phía Nga thì chúng hầu hết đều không thành công. Trong số này, có hai vụ tấn công liên tiếp bằng UAV tự sát của Ukraine vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 nhằm vào quận tài chính ở trung tâm Moscow. Một số UAV đã bị hệ thống phòng không bắn hạ khi đang cố gắng bay tới Moscow, nhưng một chiếc đã đâm trúng tòa cao ốc văn phòng là nơi đặt một số cơ quan của chính phủ Nga. Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 31 tháng 7 cáo buộc Ukraine tấn công vào Moscow và các mục tiêu dân sự khác ở Nga vì thất vọng trước những kết quả không thuận lợi khi phản công trên chiến trường trong thời gian qua. Trong bối cảnh cuộc tấn công gần đây nhất của Ukraine và các tàu chiến của hạm đội Biển Đen của Nga đang gia tăng, thì một máy bay không người lái trinh sát chiến lược của không quân Mỹ đã được phát hiện trên Biển Đen. Điều này có thể đã đặt ra những nghi vấn về việc Mỹ can thiệp trực tiếp vào xung đột. Theo Flight Radar, một chiếc máy bay không người lái RQ-4B Global Hawk mang ký hiệu FRTM-10 đã cất cánh từ căn cứ không quân hải quân Sigonella của NATO ở Sicily, Italy. Máy bay không người lái sau đó đã được phát hiện ở khu vực lãnh thổ phía nam của Nga vào khoảng 9 giờ giờ Moscow. Ở thời điểm đó, máy bay không người lái đang bay vòng quanh bờ biển Crimea và lãnh thổ Krasnodar. Nó tiếp cận khoảng cách 180 km theo đường thẳng từ Sevastopol và 100 km từ Sochi. UAV đã thu thập dữ liệu tình báo trong 9 giờ di chuyển dọc theo quỹ đạo tới lui ở độ cao 15 đến 16 km với tốc độ trung bình 980 km trên một giờ. Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng tấn công các tàu chiến của hạm đội Biển Đen Nga bằng một chiếc tàu không người lái. Vụ việc xảy ra cách thành phố Sevastopol 237 km về phía Tây Nam.
Cuộc tấn công không thành công khi các tàu tuần tra Peter Levy và Vasily Bykov phá hủy các tàu không người lái của Ukraine. Tần suất các nhiệm vụ gián điệp của NATO gần đây đã tăng lên. Máy bay không người lái của NATO đã nhiều lần xuất hiện gần khu vực xung đột ở Ukraine, ở vùng đất Kaliningrad và ở các vùng lãnh thổ phía Bắc của Nga. RQ-4 Global Hawk, hay dịch ra có nghĩa là Ác Điểu, là máy bay trinh sát không người lái UAV. Có mô hình hoạt động giống Lockheed U-2 do tập đoàn Northrop Grumman thiết kế cho quân đội Mỹ từ năm 1995 và được biết đến dưới mật danh Tiger 2+. Mỹ đã đổ 1,2 tỷ đô la Mỹ vào dự án này. Chi phí sản xuất mỗi chiếc RQ-4 đang có trong trang bị của Hải quân và Không quân Mỹ này cỡ khoảng 35 triệu đô la Mỹ. RQ-4 có khả năng cung cấp thông tin tình báo tổng quan nhờ sử dụng hệ thống radar khẩu độ tổng hợp phân giải cao SAR, có thể nhìn xuyên qua những đám mây dày đặc và hoạt động hiệu quả trong tình trạng bão cát, cùng cả biến quang học, hồng ngoại tầm xa EOIR. Nhờ khả năng bay vòng quanh khu vực trong thời gian dài, nó có thể giám sát ít nhất 100.000 km2 địa hình một ngày. Việc thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Rennikov từng được thảo luận hồi đầu tháng 2 năm nay sau một loạt bê bối tham nhũng liên quan đến Bộ Quốc phòng Ukraine. Tờ Kalimenko Times hôm 19 tháng 8 dẫn lời ông Rennikov cho hay, những quyết định về việc từ chức được đưa ra bởi người đứng đầu nhà nước, nhưng tôi có thể tự từ chức nếu không còn năng lực và khiếu hài hước để cười nhạo những người muốn tôi từ chức. Trước đó, theo truyền thông Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky muốn thay Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và hiện có ít nhất 2 ứng cử viên được cân nhắc cho vị trí này. Hai ứng cử viên đang được Tổng thống Zelensky xem xét gồm Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Oleksandr Kubarakov và Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Oleksandr Kamysin. Bản thân ông Rennikov từng bày tỏ mong muốn trở thành Bộ trưởng Tư pháp và không muốn đảm nhận vị trí Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược. Tuy nhiên, việc luân chuyển nhân sự đã không diễn ra. Ông Rennikov từng là luật sư và phó thủ tướng Ukraine, được bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 11 năm 2021 theo đề cử của Tổng thống Zelensky, cũng liên quan đến các hoạt động của quân đội Ukraine. Nhưng ở một câu chuyện khác, không phải là chiến sự, những người lính Ukraine ở Odessa đã dành gần một năm để xây dựng một ngôi nhà cho phó tiểu đoàn trưởng của họ. Những người lính này nhận được mức lương giống như khi họ đang thực hiện nghĩa vụ chính thức trên chiến trường. Cục điều tra nhà nước Ukraine mới đây công bố các tài liệu điều tra cho biết, một phó chỉ huy đơn vị quân đội đã chỉ đạo các binh sĩ xây một ngôi nhà cho anh ta gần Odessa, thay vì thực hiện nghĩa vụ phòng thủ và bảo vệ Ukraine kể từ tháng 8 năm ngoái. Trong khi quân nhân làm công nhân xây dựng, họ được trả lương như đồng nghiệp của họ. Điều này gây ra thiệt hại hơn 2 triệu UAH, 54.000 đô la Mỹ cho nhà nước. Phó chỉ huy đã bị tống đạt thông báo tình nghi lạm dụng quyền lực theo điều 364.2, điều 426.1.5 của Bộ luật hình sự Ukraine. Anh ta phải đối mặt với án tù lên tới 12 năm. Cuộc khảo sát của Viện xã hội học quốc tế Kiev được thực hiện khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mở cuộc điều tra về tham nhũng, hối lộ liên quan đến các văn phòng tuyển quân. Kết quả khảo sát cho thấy, chỉ đứng sau xung đột, tham nhũng được coi là vấn đề nghiêm trọng nhất ở Ukraine với 89% công dân. Mặc dù có sự cải thiện đáng kể trong nhận thức của người dân về sự mức độ tham nhũng, 94% số người được hỏi vẫn đánh giá tham nhũng đang phổ biến trên khắp Ukraine. Báo cáo khảo sát nhấn mạnh, sự trì hoãn trong việc giải quyết các vấn đề làm xói mòn niềm tin của người dân vào thành công, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến chính Tổng thống. Trong cuộc phỏng vấn với International Affairs được công bố ngày 19 tháng 8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định rằng phương Tây đang chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng trong một trò lừa bịp để đánh bại Nga, nhưng triển vọng cho kế hoạch đó không mấy khả quan. Ông Lavrov nói, tương lai có vẻ khá ảm đạm đối với chính quyền Kiev và những người bảo trợ của họ. Các cuộc đụng độ vũ trang kéo dài càng lâu, các nhà đầu tư phương Tây càng ít muốn đóng góp vào quá trình phục hồi sau xung đột ở Ukraine và niềm tin của họ vào sự thành công của Ukraine trên chiến trường hoặc khả năng duy trì vị thế nhà nước của họ dưới bất kỳ hình thức nào. Điều đó thậm chí còn chưa tính đến việc Kiev không có khả năng trả nợ chính phủ. Khoản nợ rất có thể sẽ trở thành gánh nặng của những người nộp thuế phương Tây, gây ra nhiều lạm phát và mức sống thấp hơn. Ông Lavrov lưu ý đến phân tích gần đây của Quỹ Di sản, cho thấy Mỹ đã cam kết 113 tỷ đô la cho Ukraine, tương đương 900 đô la cho mỗi hộ gia đình, cộng với 300 đô la tiền lãi để trả khoản nợ tương ứng. Ngoại trưởng Nga cho rằng, đây là những khoản tiền khổng lồ, đặc biệt là khi xét đến tình hình đầy thách thức trong nền kinh tế toàn cầu. Các nhà lãnh đạo phương Tây đã tuyên bố sẽ hỗ trợ Kiev cho đến chừng nào còn cần thiết và dường như đã chọn chiến đấu cho đến người Ukraine cuối cùng. Ông Lavrov nói, Nga hiểu rằng phương Tây muốn loại bỏ đất nước của chúng tôi như một đối thủ địa chính trị nghiêm trọng, nhưng Mỹ và các đồng minh của họ phải hiểu rằng Moscow sẽ sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ người dân và lợi ích sống còn của mình. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, các đối thủ của chúng ta nên hiểu rằng đối đầu với Nga là vô ích và chuyển sang các biện pháp văn minh hơn, tức là các biện pháp chính trị và ngoại giao
để đạt được sự cân bằng lợi ích. Trong khi đó, các nguồn tin giấu tên cho biết, với thất bại trong cuộc phản công của Kiev, Nhà Trắng hiện nhận ra rằng lẽ ra họ nên chú ý đến những lời kêu gọi đàm phán trước đó. Các quan chức Mỹ đã nói với Politico rằng họ có thể đã bỏ lỡ cơ hội để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Hơn 2 tháng khi Ukraine phát động cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga, Kiev đã không chiếm được hơn một số ngôi làng và làng mạc ở vùng Zaporizhia, thậm chí đã mất ít nhất 43.000 người và gần 5.000 thiết bị quân sự trong quá trình này, theo số liệu mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga. Mặc dù chính phủ Ukraine vẫn khẳng định có thể chiếm lại toàn bộ lãnh thổ mà họ tuyên bố chủ quyền bằng vũ lực, nhưng Washington ngày càng tỏ ra hoài nghi. Một quan chức Mỹ nói với Politico hôm 18 tháng 8, "Chúng tôi có thể đã bỏ lỡ cơ hội thúc đẩy các cuộc đàm phán trước đó." Phát biểu tại New York vào hồi tháng 11 năm ngoái, tướng Milley nói rằng một chiến thắng quân sự có thể sẽ khó đạt được đối với Ukraine và Kiev có thể sử dụng thời gian tạm dừng giao tranh vào mùa đông để tham gia đàm phán với Moscow để tránh bất kỳ tổn thất nào nữa. Những bình luận của ông Milley được cho là đã khiến Kiev tức giận và gây hoang mang trong Nhà Trắng. Sau đó, các quan chức Nhà Trắng đã vội vàng trấn an giới lãnh đạo Ukraine rằng họ sẽ tiếp tục ủng hộ tối đa cho các mục tiêu của Tổng thống Zelensky, bao gồm việc chiếm lại Crimea. Các báo cáo của phương tiện truyền thông cho rằng Washington đã bị chia rẽ về ý tưởng đàm phán hòa bình ít nhất là từ năm ngoái, với việc Tổng thống Joe Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken kịch liệt từ chối các cuộc đàm phán trái với mong muốn của một số thành viên các cơ quan quân sự và tình báo. Sự chia rẽ này vẫn tiếp diễn khi Ukraine chuẩn bị cho cuộc phản công của họ. Bất chấp sự lạc quan của ông Biden và Blinken, Lầu Năm Góc biết rằng Kiev chưa sẵn sàng cho chiến dịch và CIA dự đoán rằng nó sẽ kết thúc trong thất bại. Xung đột Ukraine mang tới nhiều bài học kinh nghiệm, đặc biệt trong tác chiến phòng không để NATO áp dụng vào các cuộc chiến trong tương lai. Phát biểu tại một hội thảo ở Mỹ hôm 18 tháng 8, tướng James Hacker, tư lệnh không quân Mỹ tại châu Âu, USAFE và Bộ Chỉ huy Không quân Đồng minh của NATO cho biết Mỹ và đồng minh đã thu được nhiều bài học quý giá từ xung đột tại Ukraine để áp dụng vào các cuộc chiến tại châu Âu trong tương lai. Tướng Hacker nói, bài học chính ở đây là Mỹ và NATO cần phải tìm ra phương pháp để đánh bại các hệ thống phòng không mạnh của đối phương. Nga sở hữu nhiều hệ thống phòng không hiện đại như Buk-M3, Panzer, S-300, S-400 và Tor-M1. Những loại vũ khí này đã gây ra nhiều thiệt hại cho không quân Ukraine trong giai đoạn đầu chiến sự. Theo số liệu do quân đội Anh công bố hồi tháng 7, Kiev đã mất tổng cộng 66 máy bay và 31 trực thăng kể từ khi chiến sự bùng phát vào cuối tháng 2 năm 2022. Ở chiều ngược lại, quân đội Ukraine cũng sở hữu lượng lớn hệ thống phòng không, trong đó bao gồm các vũ khí được sản xuất từ thời Liên Xô, cũng như các hệ thống phòng không tối tân do phương Tây cung cấp như Patriot, Irite, Nasam-S. Theo ông Hacker, việc cả Ukraine và Nga đều sở hữu nhiều vũ khí phòng không hiện đại là nguyên nhân khiến không bên nào chiếm được ưu thế trên không để tiêm kích có thể tự do hoạt động. Ông Hacker nói, mục tiêu số 1 của NATO đối với chiến trường trên không là tìm phương pháp chống lại chiến thuật chống tiếp cận, chống xâm nhập khu vực A2AD. Chúng tôi đang huy động các đồng minh để cùng làm việc này. Theo quan chức NATO, sau khi hứng chịu thiệt hại lớn về không quân ở giai đoạn đầu chiến sự, Nga đã thay đổi chiến thuật chuyển sang dùng UAV tự sát cũng như tên lửa tầm xa để công kích các mục tiêu của Ukraine, thay vì chỉ sử dụng chiến đấu cơ và trực thăng. Tên lửa siêu Việt âm Kinzhan được phóng từ tiêm kích MiG-31 hoán cải là một trong các loại vũ khí gây tổn thất nặng cho Ukraine thời gian qua. Tướng Hacker nhận định, thiệt hại của Ukraine từ các cuộc không kích của Nga là lý do Mỹ và NATO cần sở hữu một hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp tốt. NATO gần đây có những động thái nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa ở châu Âu. Chính phủ Mỹ ngày 17 tháng 8 đã bật đèn xanh cho Israel bán tổ hợp phòng không Arrow-3 cho Đức theo bản hợp đồng trị giá 3,5 tỷ đô la Mỹ. Arrow-3 là loại vũ khí do Mỹ và Israel cùng chế tạo và các thương vụ bán vũ khí do Mỹ phát triển cần phải được sự chấp thuận của Washington. Ông Hacker cho rằng thương vụ trên sẽ giúp tăng cường đáng kể năng lực chống tên lửa đạn đạo của NATO ở Tây Âu. Tháng 12 năm ngoái, 17 quốc gia trong khu vực cũng đã tham gia sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu do Đức dẫn đầu. Trong đó, các nước cam kết sẽ mua những tổ hợp phòng không tầm ngắn, tầm trung và tầm xa nhằm tăng cường năng lực phòng thủ chung. Theo ông Hacker, một trong các lý do giúp không quân Ukraine có thể trụ vững trên chiến trường là nhờ áp dụng chiến lược triển khai tác chiến linh hoạt ACE. Chiến thuật này bao gồm việc phân tán máy bay và khí tài ở nhiều căn cứ khác nhau, cho phép không quân Ukraine có thể triển khai lực lượng một cách nhanh chóng ở nhiều khu vực, cũng như hạn chế được thiệt hại trong trường hợp bị tập kích. Ông Hacker cho rằng, thành công của Ukraine cho thấy Mỹ và NATO cần phải thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng chiến lược ACE. Chiến lược này đang được Mỹ và NATO triển khai tại châu Âu, tuy nhiên ở mức độ thấp hơn so với Ukraine. Tướng Hacker nói,
chúng ta cần phải đảm bảo rằng mình có thể thực hiện chiến lược ACE hiệu quả như Kiev. Điều chúng ta phải làm bây giờ là phân tán lực lượng tới nhiều sân bay khác nhau. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ và các đồng minh NATO từng vận hành nhiều căn cứ quân sự tại châu Âu, nhưng con số này đã sụt giảm mạnh sau khi Liên Xô tan rã. Ông Hecker cho rằng, để áp dụng hiệu quả chiến lược ACE, NATO cần xây dựng thêm căn cứ quân sự phân tán ở nhiều khu vực. Ông nói, chúng ta sẽ cần khoảng 20 đến 25 căn cứ được đặt tại các địa điểm chiến lược ở châu Âu. Tướng NATO còn nhận định, Mỹ và đồng minh phải nâng cao năng lực liên lạc để có thể áp dụng tốt chiến lược ACE, cũng như đảm bảo việc truyền tin và điều phối tác chiến vẫn có thể diễn ra thông suốt trong trường hợp bị tấn công mạng.